chào toàn thể các bác, anh chị em, các cô, các chú, các ông, các bà đấy đã đồng hành với kênh Đồng Hồ Trang Sức Đức Kiêu trong thời gian qua. Hôm nay em Hải Yến lại xin phép lên phục vụ các bác những cái mẫu đồng hồ rồi là trang sức rất là đẹp, độc đáo, giá cả phải chăng hợp lý các bác đấy. Trong phiên video mới này nhá, thì rất cảm ơn các bác đã vào xem và đồng hành cùng shop em đấy. Thế là hôm nay em sẽ lên những sản phẩm mức giá thì nó luôn là tri ân đấy, giá rất là tốt, các bác yên tâm nhá. Đấy, nhẫn này đấy, nhẫn ruby to cho các bác, đồng hồ đấy, mặt hàng chính vẫn là phải là đồng hồ các bạn, mà còn những cái trang sức phụ kiện thì bán kèm đấy. Nhưng mà dạo này các bác hết thích đồng hồ của em rồi hay sao mà em lên đồng hồ các bác chả mua chả hỏi gì cả, các bác toàn hỏi những cái vật phẩm khác ngoài đồng hồ thôi, nên là em thấy buồn trong lòng một tí các bác. Đồng hồ đẹp như này mà các bác không mua à? Hay là dạo này các bác bớt thích đồng hồ rồi đấy, hay là em lên nó không hợp ý các bác hay như nào ạ? Thì là các bác hoan hỉ nhá. Đấy, các bác vẫn phải ủng hộ em cả đồng hồ nữa thì em mới được lên nhiều video. Ví dụ mà vì mặt hàng chính của bên em vẫn là đồng hồ mà các bác đấy. Đồng hồ đẹp như này mà các bác không mua thì mua cái gì? Trời ơi, mùa lễ hội sắp đến rồi, Noel này là Tết Dương rồi, cưới rồi xin rồi, Tết âm lịch cổ truyền. Đồng hồ đẹp như này các bác cứ mua, kể cả ví dụ các bác chưa có nhu cầu đeo, các bác tích dần cũng được. Các bác tích dần rồi bao giờ mà có dịp gì là mình chỉ mang ra mình mix mát thôi, các quần áo của mình thôi đấy. Đấy, giá cả rất là phải chăng các bác nhá, chứ không phải là đắt đâu. Đấy, là tội gì mình không mua đúng không ạ? Đấy, không mất thời gian các bác thêm nữa nhá. Lên cho các bác một em số 1 này, take not pin nhá các bác nhá. Đấy, take not pin, các bác xem cái mặt của nó có độc đáo không. Đấy, mặt là mặt trắng nhưng mà lại vân sần thiết kế lại như là các cái đốt tre chồng lên nhau, đúng không các bác? Đấy, các bác công nhận không? Đấy, như là các cái đốt tre chồng lên nhau đấy. Take not mã số 1 nhá các bác nhá, rất là mới này, rất là mới. Hôm nay em đang đau họng đây này, vẫn lên video phục vụ các bác này tâm huyết thế này, là các bác mua đồng hồ đi cho em vui nhá. Đấy, ngoài những cái vật phẩm trang sức rồi phong thủy thì các bác mua đồng hồ nữa cho em vui. Núm thì cài đá xanh nhá các bác nhá. Đấy, núm cài đá xanh, tách nốt máy pin. Đấy, quát đây, mặt trắng này, mặt trắng vân sần kiểu đốt tre. Đấy, niềng là niềng vàng nhá các bác nhá, niềng hai lòng ở trong vàng, ngoài vẫn là trắng. Máy thì siêu mỏng này các bác này, siêu mỏng luôn. Đấy, đầy trắng bằng thép inox. Con này máy pin Thụy Sĩ nhá các bác nhá. Này, quartz squid này, ô cửa lịch lọc này. Đấy, lịch lọc góc 6 giờ, rất là đẹp, một thiết kế gọi là thời trang, gọi là không bao giờ bị thời gian tàn phá. Đấy, nghĩa là nó sẽ đi cùng năm tháng, nó không bao giờ lỗi mốt. Rất đơn giản thôi nhưng mà lại thanh lịch đấy, tao nhã sang trọng đúng không ạ? Đấy, giá rẻ siêu giật mình nhá các bác nhá. Take not máy pin, em đo size các bác luôn. Các bác từ này hết thích đồng hồ của em Hải Yến rồi, chuyển sang thích đồng hồ của Đức Kiêu rồi. Mà thôi không sao các bạn, người một nhà. Size 33 không tính núm nhá các bác nhá. Mã số 1 này, take not máy pin này, máy pin Thụy Sĩ size 33 không tính núm, siêu mỏng đấy. Núm cài đá xanh, đáy trắng bằng thép inox, lắp sẵn dây da màu đen rồi. Em để giá 1 triệu đồng đấy, 1 triệu đồng mã số 1 các bác nhé. Cái niềng này nó rất là độc, vì bình thường người ta chỉ làm niềng một màu, con này người ta làm niềng hai màu các bác nhé, niềng hai lòng hai màu đấy. Mã số 1 take not pin Thụy Sĩ 1 triệu đồng, size 33 không tính núm, rất là đẹp và mới. Đấy, lên tay cho bác xem này, tay em là tay nữ bé nhá, lên tay nó cũng rất là vừa phải này. Đấy, nên là các bác nam nào mà ví dụ mà cổ tay mà nhỏ nhắn, cổ tay bé, bon chen ngay mẫu này cho em đi làm, đi chơi, hẹn hò bạn gái rồi là đi ra đường mọi ánh mắt đều đổ dồn vào luôn. Đấy, không nói điều mọi ánh mắt đổ dồn vào luôn, có bao giờ em xui dại các bác đâu đúng không ạ? Mã số 1, 1 triệu đồng các bác nhá. Đấy, máy pin đấy. Một con đồng hồ máy pin 1 triệu mà mô tả quá là kỹ rồi các bác rồi. Thôi xin phép qua mã nhá. Đây, tiếp theo mã số 2 lên cho các bác một em Rado.
Các bác sắp tới là Noel 24 tháng 12, đêm 24 tháng 12, ngày 25. Các bác thấy chiếc này có mang hơi hướng Noel không ạ? Công nhận giúp em không? Đấy. Các cái cọc đá, đá tròn này. Này, rồi là những cái bông tuyết màu vàng. Đấy, trông công nhận không các bác? Nhìn như là một bức tranh Giáng sinh, đúng không ạ? Hay là chiếc này là mang hơi hướng họa tiết Giáng sinh không biết nữa. Về đúng thời gian, thời điểm ghê. Đấy, về đúng mùa lễ hội, về chuẩn bị Noel, về ngay mà em ra đô máy pin này. Đấy, mang hơi hướng Noel. Đấy, các cọc số các bác, em zoom cho bác xem. Đấy, đúng không ạ? Đấy, sáng lấp lánh luôn. Đấy, cọc số màu vàng mô phỏng hình bông tuyết sáng lấp lánh. Đấy, còn lại là các cọc số đình đá chạy dọc xung quanh viền nha các bác nhá. Form em này là form tanh này, ra đô Jubilee, máy pin nha các bác nhá. Cũng là lịch lộc góc 6 giờ này. Đấy, còn lại các cọc số được cách điệu rất là đẹp. Đấy, dây thì dây bằng dây inox nhưng mà được mạ bên ngoài lớp màu vàng, rất là nổi bật các bạn, sang trọng và nổi bật. Đấy, cái mẫu này thì em nghĩ là cả nam và nữ đeo đều được nhá. Các bác nữ cũng có thể bon chen tại vì cái form tanh của nó rất là trẻ. Nhưng mà những cái form tròn đồng hồ kiểu mang hơi hướng truyền thống cổ điển, cái form tanh này nó lại rất là trẻ trung. Đây, đo size các bác này. 30. nhân khoảng 37 các bác. Đấy, 30 nhân 37 mà em này lại thiết kế kiểu mặt cong cầu vồng các bác. Mặt cong cầu vồng, cong nhẹ nhá, chứ không phải là kiểu form tanh thẳng. Đấy. Mặt đá mạ vàng rất là đẹp đúng không các bác? Mạ cả dây luôn này, thức rất mới luôn. Đấy, đáy thì vẫn đáy trắng bằng thép inox nha các bác nhé. Ra đô máy pin này, mặt quả mặt này nó phải gọi là siêu đẳng cấp này. Đấy, công nhận các bác có công nhận với em là nó vừa sang trọng, nó vừa mang cái hơi hướng Giáng sinh không, phù hợp với mùa lễ hội sắp tới không, công nhận không ạ? Đấy, cài đá kết hợp với lại các cái bông tuyết màu vàng. Đấy, chạy dọc xung quanh cái form tanh này rất là trẻ trung, đẳng cấp. Mã số 2 nhé các bác nhé, Rado Form Tanh size 30 x 37. Đấy, máy pin em để giá 888.000 các bác nhé. Đấy, 888.000, giá rất là tuyệt vời luôn. Zin cả dây nhé các bác nhé. Đấy, zin cả dây cả khóa, rất là đẹp. Đấy, cái mặt của nó phải gọi là siêu phẩm. Bình thường thì ra đô rất là nhiều nhưng mà ra đô phong tanh mà còn mặt kiểu mặt trang trí của lễ hội này chỉ có một thôi các bác nhé. Đấy, quá là phù hợp với mùa lễ hội rồi. Mã số 2 ra đô em để 888.000 các bác nhé. Các bác nhanh tay chốt lệ đi. Rồi ôi, có suy nghĩ gì nữa. Đấy, suy nghĩ gì mà không chốt 888.000 mà được một chiếc đồng hồ đẹp như này. Đấy, máy pin nhưng mà rất là dày dặn chắc chắn nhé các bác nhé. Cứ phải cho các bác ngắm cận cảnh là xem cụ thể chi tiết đấy, thì mới phải yên tâm được khi bán hàng đấy, chứ không phải là bán qua loa mô tả vớ vẩn. Đấy, mã số 2 nhé các bác nhé, ra đô cũng máy pin 888.000 cho bác nào quan tâm. Tiếp theo mã số 3 lên cho các bác một chiếc long jean tự động form tanh. Đấy, hôm nay ưu ái rồi, cái form tanh này lên là hai em form tanh luôn cho các bác xem, các bác ngắm. Đấy, long jean tự động nha các bác nhé. Đấy, mặt thì cũng là mặt kiểu trải tia rất là đẹp. Đấy, ô cửa lịch thì độc đáo, lịch chéo góc 5 giờ các bác nhé. Đấy, long jean tự động, đáy trắng bằng thép inox. Đấy, stylet rồi. Đấy, lắp sẵn dây rồi, lên sẵn dây cho các bác rồi. Đấy, cái này còn chun khóa cài cũng là của hãng này các bác nhé. Đấy, cài của hãng long jean đây này. Đấy, jean nhé các bác nhé. Đấy, móc cài zin của hãng. Một cái chiếc đồng hồ thiết kế rất là đơn giản thôi nhưng mà vô cùng đẹp đẽ. Đấy, zin cả núm giúp em luôn đấy các bác nhé. Đấy, zin cả núm, cả cái móc cài đúng không ạ? Đấy, form tanh, máy tự động các bác nhé. Đo size các bác này. Khoảng 34 nhân với lại 36 các bạn. Đấy, nó cũng là một cái form gần như là form vuông ấy. Đấy, du di một tí nhé các bác nhé. Đấy, xoay ngang 34 này, nhân 36 ấy. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Máy tự động rồi, tự động nhưng mà rất là mỏng nhé các bác nhé. Đấy, trẻ trung mà. Ô cửa lịch thiết kế độc đáo, lịch chéo góc 5 giờ nhé các bác nhé.
Đấy. Các cọc số thì vẫn là các cọc số cổ điển. Đấy, cọc số nổi cổ điển. Đấy, chỉ là một cái sọc nhưng mà vô cùng nổi bật. Đấy. Mã số 3, long zin máy tự động, em để giá 1.500.000 các bác. 4.500.000. 4.500.000 các bác nhá. Đấy. Mỏng manh đẹp đẽ, zin cả núm cả dây cài. 4.500.000. Đấy, mã số 3. Các bác chốt cho em nhá. Đấy. Một thương hiệu đồng hồ gọi là đẳng cấp đấy ạ. Đấy. Đẳng cấp sau Omega thôi. Rất là mới luôn. Máy tự động nha các bác nhá. Máy tự động mà siêu mỏng này. Đấy, lên tay cho các bác xem. Mặt bắt sáng kinh chưa. Đấy. Mã số 3, long jean, em để giá 4.500.000 các bác nhá. Tiếp theo mã số 4 này, em cho các bác một chiếc Rolex siêu cấp các bác nhá. Rolex Desert. Đấy. Riêng cái niềng của nó đã gọi là quá đẹp rồi. Niềng cài đá đôi nhá các bác nhá. Đấy. Cài đá đôi, cách đoạn đúng không ạ? Con này zin cả núm cả dây cho em nhá. Zin cả núm cả dây, bộ dây bằng thép inox nhưng mà nó hơi có một chút màu thời gian. Cái mặt của nó thì phải gọi là siêu phẩm đúng không ạ? Mặt thiết kế 3D nổi này. Đấy, 3D nổi ở trong này. Các cọc số vẫn là các cái cọc số cài đá. Thương hiệu góc 12 giờ này. Đấy. Ô cửa lịch góc 3 giờ. Đấy. Con này form cũng vừa phải rồi các bác nhá. Đấy. Chiếc này thì dây hơi có một chút màu thời gian nhưng mà nó cũng các bác cái này thì các bác cũng thấy là em cũng cho các bác xem cận cảnh. Đấy. Zin cả dây các bác nhá. Nên là nó không tránh được. Đấy. Rolex mã số 4, em đo size các bác này. Con này size nhỏ các bạn, size khoảng 29,5 đến 30, tính múm đi các bác nhá. Con này là con của nữ đấy các bạn. Đấy. Con này của nữ nên là size nó hơi nhỏ. Đấy. Rolex mã số 4 các bạn, máy tự động nhá. Cái mặt thiết kế 3D siêu đẹp luôn này. Đấy. Cọc số cài đá hình vuông đúng không ạ? Cài đá được bọc hình vuông màu vàng ngoài rất là sang trọng. Đấy. Ngoài thì niềng cũng là niềng băm nhưng mà được cài đá đôi. Đấy. Cài đá đôi cách đoạn trông như là một cái bức tranh như các bạn. Đấy. Lên tay ô cửa lịch góc 3 giờ vẫn kèm kính lúp các bác nhé. Đấy. Rất là đẹp, zin cả dây cả núm cho các bác. Đấy. Zin cả núm cả dây, bộ dây này thì hơi có một chút màu, lưu ý cho các bác nhé. Đấy. Các bác thấy ưng hay là như nào thì các bác chốt. Tại vì dây như này nên là em để giá rất là hợp lý. Mã số 4 chiếc Rolex ngày hôm nay em để giá 2.500.000 các bác. 2.500.000. Chiếc này ví dụ mà dây mà siêu đẹp thì giá nó phải gấp đôi trở lên. Nhưng mà hôm nay vì chiếc dây nó hơi có một tí màu thời gian nên là em để cái giá cả phải trăm cho các bác thôi. Đấy. Thuận mua vừa bán các bác nhá. Mã số 4 Rolex máy tự động, con này của nữ đấy các bạn. Đấy. Zin cả dây cả khóa, mặt thiết kế 3D, niềng cài đá đôi. Đấy. Các cọc số thì siêu nổi bật. Em để giá 2.500.000, size khoảng 29,5 đến 30 các bác nhé. Đáy trắng bằng thép inox, zin cả dây cả khóa giúp em ạ. Đấy. 2.500.000 thôi các bác nhé. Đấy. Các bác quan tâm thì các bác chốt ngay nhé. Mặt đẹp chưa? Trải tia lại còn 3D đấy. Kính lúp nó có 3 giờ ô cửa lịch đấy. Chạy bon bon luôn. Mã số 4 2.500.000. Tiếp theo lên cho các bác một em đồng hồ Nga các bác nhé. Lên cho các em một đồng hồ Nga kiểu form xin lỗi các bác, em này là em Nhật đấy. Bodaga đấy, một thương hiệu đồng hồ Nhật Bản đấy. Form này là form kiểu quân đội đúng không các bác đấy. Rất là to nhá, form quân đội đúng không ạ đấy. Thiết kế như kiểu lục giác à bát giác ấy, đúng không ạ. Thiết kế form bát giác quân đội, mặt cũng là mặt xanh cẩm thạch các bác nhá. Mặt xanh quân đội đấy, mặt xanh quân đội đấy. Kim này chắc chắn là chắc là kim dạ quang rồi.
kim với cọc số dạ quang rồi. Mặt xanh quân đội rất hiếm các bác nhá. Sọc ngang đấy. Trông rất là gọi là khỏe khoắn, mang hơi hướng của quân đội đúng không ạ? Đấy, niềng thì là niềng mờ như các bác nhá. Đấy. Niềng đánh mờ này. Đấy. Niềng đánh hai vân, ở trong là vân mờ, ngoài là vân sáng, rất là đẹp. Đấy, form này form to đấy các bác nhá. Em này form rất là to luôn này. Ngang khoảng 43 các bác ơi. Ngang 43. Đấy. Đeo lên thì rất là khỏe khoắn. Đấy. Mặt thì mặt xanh quân đội, form cũng là form bát giác các bác nhá. Đấy. Form bát giác, dây bằng thép inox rất là chắc chắn, lực lưỡng đúng không ạ? Con này là con pin đấy các bác nhá. Đấy, máy pin Nhật. Đấy, mã số 5. Size to. Size 43 không tính 4 các bác. Rất là mới. Cọc số với lại kim dạ quang các bác nhá. Ô cửa lịch góc 3 giờ. Đấy. Mặt kiểu mặt xanh quân đội sọc vân ngang. Đấy. Vô cùng khỏe khoắn. Mã số 5. Chiếc Podaga Nhật máy pin. Em để giá 600.000 đấy các bác. 600.000 nữa nhá. Đấy. Các bác nào mà ví dụ mà theo dõi video mà ưng đồng hồ cổ, nhưng mà có những bạn thanh niên ở nhà khoảng 18 đôi 10 thì chắc là cũng rất là thích cái mẫu này, này. Vì thứ nhất là giá cả nó hợp lý, thứ hai là nó độc đáo, thứ ba là cái form của nó rất là khỏe khoắn năng động. Đấy, rất là phù hợp với cái phong cách mạnh mẽ kiểu là trẻ trung, quần jean, áo thun, đi giày thể thao. Đấy, lên tay một chiếc đồng hồ kiểu phiên bản hơi hướng quân đội, nó rất là khỏe khoắn đúng không các bác? Nó rất là khỏe khoắn trẻ trung. Đấy, nên là các bác lưu ý em này nhá. Đấy, không phải là lúc nào cũng có đâu ạ. Mã số 5 nhá các bác nhá. Máy pin Nhật Podaga này, em để giá chỉ 600.000 thôi. Đấy, form bát giác, màu xanh quân đội, mặt màu xanh quân đội. Đấy. Lại quay về đồng hồ cổ. Tiếp theo mã số 6 lên cho các bác một em Acuris 21G nhé các bác nhé. Máy tự động. Đấy, thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ. Mặt kiểu lòng chảo rất là sâu. Đấy. Mặt lòng chảo tạo chiều sâu. Đấy. Con này zin cả núm cho em nhé. Zin cả núm có chữ A đây các bác thấy chưa. Đấy. Đáy thì đáy trắng bằng thép inox các bác nhé. Niềng thì niềng vàng. Chân càng dài miên man. Cọc số là cọc số màu vàng trên mặt trái tia. Vẫn là một cái thiết kế truyền thống của đồng hồ cổ đấy các bác. Thiết kế truyền thống của đồng hồ cổ, nên là nó rất là kiểu phù hợp với mọi cái độ tuổi. Đấy. Từ những bác mới chập chững bước vào chơi đồng hồ cổ, đến những bác mà chơi lâu năm có thâm niên rồi. Đấy. Đo size các bác này. Size ngang 34 không tính núm các bác nhé. 34 không tính núm Acuris 21G máy tự động đấy ạ. Máy tự động 21G rồi. Zin cả núm các bác nhá. Đáy trắng băng thép inox đấy. Chân càng dài miên man đấy. Khi các bác mua chốt thì sẽ hỗ trợ là lên dây cho các bác nhá. Lên cho các bác một bộ dây màu nâu và màu đen tùy theo sở thích của các bác. Còn nếu mà các bác nào có nhu cầu mua dây chun lắp vào, hoặc là các bác có dây rồi thì là các bác có thể tự lắp nhá. Đấy. Tự lắp nếu mà có dây chun hoặc là dây sẵn rồi. Bên em vẫn tặng kèm một bộ dây da đi kèm. Đấy. Vẫn tặng kèm một bộ dây da cho các bác. Đấy. Đối với những chiếc mà chưa lên dây thì khi gửi cho các bác, bên em sẽ tặng kèm dây, các bác yên tâm nhé. Đấy. Acuris mã số 6, máy tự động 21G. Mặt trải tia, thiết kế sâu lòng chảo. Đấy. Zin cả núm, đáy trắng bằng thép inox size 34, em để giá 2 triệu đồng các bác nhé. 2 triệu đồng cho một chiếc đồng hồ cổ. Đấy. Phiên bản Acuris Thụy Sĩ 21G, rất là đẹp. Đấy. Chỉ 2 triệu thôi các bác ơi. Chỉ 2 triệu thôi nhá. Đấy, các bác lưu ý nhá. Chốt cho em mã số 6 ạ. Tiếp theo mã số 7 lên cho các bác một con Nga. Đây mới là con Nga thật đấy. Lúc em hơi nhầm lẫn một tí. Slava này. Đấy, Slava cũng 21G các bác nhá. Mặt vàng mỡ gà, form vuông tròn rất là to này. Đấy. Đấy thì màu trắng bằng thép inox, núm cũng là vàng. Đấy. Màu vàng này là màu vàng người ta kiểu thiết kế kiểu trong mặt vàng mỡ gà, vàng từ trong ra ngoài đúng không ạ? Đấy. Ô cửa lịch vẫn góc 3 giờ các bác nhá. Cọc số học trò to rõ ràng. Đấy. Cọc số học trò to rõ ràng, không bao giờ nhầm lẫn khi xem. Đấy. Rất là dễ nhìn. Vàng mỡ gà từ trong ra ngoài đấy. Kim thì kim còn thiết kế kiểu cái tí màu đỏ
rất là nổi đúng không ạ? Đấy. Slava, đấy. Made in USSR, đấy. Nga ấy, các bác nhá. Thương hiệu đồng hồ của Nga. Form vuông tròn này. Con này size khá là to đấy. Vì cái thiết kế này trông nó rất là kiểu lừa lừa mắt các bác. 36 nhá các bác nhá. 36 không tính núm nhưng mà là thiết kế vuông tròn thì nhìn nó phải gần như 38 39. Đấy. Với những chiếc đồng hồ cổ để mà kiếm size to 38 39 thì rất là khó các bác nhá. Size trung bình phổ thông là sẽ từ 34 đến 36. Đấy, 34 đến 36 mm nhưng mà chiếc này thì vì cái thiết kế của nó là form vuông tròn nên là nó rất là nịnh mắt. Đấy. Các bác nào mà thích đồng hồ size to thì có thể cân nhắc em này nhé. Cân nhắc em này. Vì thiết kế nó rất là lừa thị giác. Đấy, đánh lừa thị giác. Slava, mã số 7. Đấy, máy cơ cót 21G các bác nhá. Oakley Clock 3 giờ. Chiếc đồng hồ đến từ Nga. Đấy. Em để giá 1 triệu thôi các bác. Đấy, đồng hồ cơ cót của Nga mà giá ngang một chiếc máy pin đúng không các bác? Đấy. 1 triệu đồng thôi các bác nhá. Đấy, lên sale sập sàn tri ân cho các bác nhân dịp gọi là mùa Black Friday đấy, Black Friday shop Đức Kiêu cũng phải bon chen vào sale, không thể nào bỏ qua siêu phẩm mùa lễ hội cuối năm này được. Đấy, là các bác yên tâm về giá nhé. Mã số 7 Slava, máy cơ cót 21G, cọc số học trò, đấy, mặt vàng mỡ gà từ trong ra ngoài. Em để giá chỉ 1 triệu thôi ạ. Tiếp theo này, mã số 8 này, để chính giữa màn hình này, lên luôn cho các bác nhé. Đấy, lên luôn cho các bác một cây kính cổ. Đấy, một cây kính cổ Pháp nha các bác nhé. Đấy, các bác ngắm đi. Đấy, bọc vàng, kính cổ bọc vàng. Đấy, chuyện khác ở cái cầu kính này. Đấy. Thương hiệu là Lamy nha các bác nhé. Thương hiệu Lamy của Pháp. Cây kính cổ bọc vàng. Thiết kế rất là mảnh mai thanh lịch. Đấy. Rất là mảnh mai thanh lịch các bác nhé. Đấy. Đang lắp sẵn mắt này là mắt dâm rồi. Nhưng mà các bác không thích mắt này thì các bác có thể thay bằng mắt cận hoặc mắt lão các bác nhé. Chiếc này thì em về nguyên chiếc em đang lên cho các bác một chiếc mắt dâm rồi. Tại vì form này thì các bác lắp cận hay lắp lão đều được. Nó không phải là form điển hình kiểu của đặc trưng của kính dâm. Đấy. Ví dụ là những cái chiếc kính dâm thì cái form sẽ là mắt kính nó to hơn. Một chiếc này thì form kính nó linh động các bác nhé. Đây. Ví dụ em có một chiếc kính dâm khác cho các bác so sánh đúng không ạ? Đấy. Form này thì chắc chắn là chỉ lắp được mắt kính dâm thôi. Đấy. Còn chiếc này thì mắt kính linh động nhưng các bác có thể thay tùy vào nhu cầu sử dụng của mình. Về nguyên chiếc thì là đang lắp sẵn mắt dâm màu đen. Em lên nguyên chiếc cho các bác như này nhá. Đấy. Lamy cổ bọc vàng của Pháp. Gọng kính rất là mảnh mai, thanh lịch và nhẹ nhàng rồi. Đấy. Mắt kính thì linh động, các bác có thể thay mắt lắp bằng mắt dâm hoặc mắt cận hoặc mắt lão tùy theo nhu cầu sử dụng. Đấy. Đấy. Thiết kế cầu đôi. Đấy, cầu đôi này rất là đẹp. Đấy, trẻ trung các bạn. Đấy, mảnh mai trẻ trung thanh lịch nhẹ nhàng. Đấy. Đang lắp sẵn mắt dâm rồi. Mắt này thì là cái kích thước của nó sẽ vừa phải như các bác nhá, dành cho những bác nào mà mặt nhỏ nhắn một chút. Đấy. Đấy. Các bác nào mà mặt nhỏ nhắn một chút hoặc là cái số cân nặng của mình nó cũng kiểu không phải là kiểu cao quá thì mình sẽ xử lý mình sở hữu em này thôi nhá. Cái form kính này nó khá là, cái mắt kính này nó khá là nhỏ. Thế là em mới bảo là form mắt kính này là linh động được. Ưu điểm của nó là linh động các bác nhé. Đấy. Mình có thể lắp dâm, lắp cận, lắp lão đều được. Thay mắt rất là đơn giản, tùy vào nhu cầu sử dụng của mình. Đấy. Mua một mà gần như là được 3 đấy các bạn. Đấy, ví dụ nhiều lúc mình không thích nữa thì mình có thể lắp mắt lão, mắt cận vào đây. Cái form này mình lắp là vừa in các bác nhé. Mang ra hàng người ta cắt vừa in. Đấy. Đo size ngang kính như các bác nhé. Size ngang kính khoảng 13,5 các bác. 13,5 nha các bác nhé. Size ngang kính 13,5. Chiếc kính Lamy của Pháp bọc vàng. Rất là đẹp, trẻ trung, nhẹ nhàng, thanh lịch, mảnh mai. Đấy. Em để giá 2.200.000 các bác. 2.200.000 mã số 8 các bác nhé. Các bác chốt cho em nhé. Đấy. Size ngang kính 13,5. Cầu thiết kế cầu đôi. Đấy. Mảnh mai nhẹ nhàng, gọng kính rất là đẹp. Đấy. Đang lắp sẵn mắt màu đen rồi. Đấy. 2.200.000 mã số 8 ạ. Tiếp theo mã số 9 lên phục vụ các bác một chiếc mặt dây chuyền các bác nhé. Đấy. Mặt dây chuyền bằng ngà bọc bạc này. Đấy. Hình tượng là hình ông Phật Di Lặc và trên là có một đồng tử.
đi theo đúng không ạ? Đấy, cả hai đều đang nở một nụ cười. Nét mặt của Phật thì rất là tươi nhé các bác nhé. Đấy, nét mặt của Phật thì rất là tươi, tướng tá thì rất là phúc hậu đúng không ạ? Đấy, trông ngài rất là hoan hỷ phúc hậu. Đây là mặt ngà ấy các bác nhé. Đấy, mặt dây chuyền bằng ngà bên em đang bọc sẵn bạc cho các bác rồi. Đặc biệt là cái thiết kế ở trên cái mấu chốt. Đấy, cái mấu. Đấy, cái mấu này được thiết kế lắp sẵn một viên đá màu đỏ. Đấy, rồi xung quanh được bọc cái họa tiết như là một cái gọi là ngọn lửa đúng không các bác? Đấy, ở trong thì như là một đôi mắt, còn ở ngoài thiết kế như là một ngọn lửa. Đấy, rất là đẹp và hợp lý đúng không ạ? Rất là đẹp và nổi bật. Đấy, còn ở dưới là tượng mặt ngà. Đấy, lắp gắn sẵn một chiếc mặt ngà được chế tác rất là điêu luyện đúng không ạ? Chế tác bàn tay nghệ nhân chế tác rất là khéo léo. Đây, đây là tượng Phật Di Lặc đang cười rất là tươi, trên vai có một đồng tử đi theo để phục vụ ngài này. Ở giữa thì có một mặt rồng nhé các bác nhé. Đây, mặt rồng này, mắt đây, răng và miệng đây. Đấy, xung quanh là những cái đám mây, rồi là những cái họa tiết áo của ngài, rồi là đây, từ ngón chân đến ngón tay đều được chạm khắc rất là mềm mại. Đấy, cẩn thận tỉ mỉ mềm mại các bạn, từ những cái dây đây này, dây chuyền của Phật đeo đấy, người ta làm rất là tỉ mỉ. Đấy, nhìn là biết là cái tay nghề của người thợ tạo ra chiếc mặt này nó rất là cao đúng không các bác? Được mài, được sơn bóng rất là mịn nha các bác nhé, không kiểu kiểu gồ ghề hay là khấp khỉu hay là kiểu gây ra kiểu cái sức sát khi đeo đâu, mà được mài rất là mềm mại rồi, mà còn được đánh bóng nha các bác nhé. Đấy, các bác thấy bóng chưa? Đấy, chiếc mặt ngà này thì khá là to các bạn. Đây, để vào lòng bàn tay các bác thì nó chiếm gần hết lòng bàn tay em rồi. Chốc em sẽ đo size cụ thể, còn bây giờ thì em cứ phải cho các bác ngắm đã. Đấy, mặt ngà bọc bạc, mấu dây còn được thiết kế như là một đốm lửa. Đấy, như là một đốm lửa đang cháy, rất là phù hợp với chiếc mặt. Đấy, mặt ngà tượng Phật Di Lặc cùng đồng tử này. Đấy, ở giữa còn có họa tiết là đầu rồng. Đấy, rất là mới các bác nhé, bóng này. Đấy, em đo size các bác, đo size mặt ngà cho các bác nhé. Size ngang là 45 các bạn, 4 phân rưỡi nhé. Dài 6 phân rưỡi các bạn. Đây, 45 x 65 nhé các bác nhé. Đấy, rất là to đấy ạ, 45 x 65, mặt rất là to, lên cổ thì cứ gọi là nổi bần bật luôn. Đấy, bác nào mà có sẵn dây bạc rồi thì các bác về các bác chỉ việc đeo luôn thôi. Thì cái này bên em đã bọc sẵn cho các bác rồi nhé. Đấy, bọc sẵn cho các bác bạc rồi. Đấy, rất là mới và đẹp. Đấy, bọc chỗ này ối bạc đấy ạ. Đấy, mã số 9 ngày hôm nay, chiếc mặt ngà hình tượng Phật này, em để giá 1.800.000 đấy các bác nhá. 1.800.000. Đấy, giá sale sập sàn hôm ngày thứ 6 đêm tối đấy, Black Friday các bạn, để cho các bác một cái giá siêu yêu luôn, 1.800.000. Ở các phiên khác thì không có giá này đâu nhá các bác nhá. Đấy, ở các cái phiên live khác thì không có giá đâu. Đấy, cái mặt này không bọc không cũng đã hơn 1.000.000 rồi, chưa nói bọc bạc. Đấy, tượng Phật cười rất là phúc hậu hoan hỷ đấy đúng không ạ? Rồi là xung quanh còn là những cái họa tiết được điêu khắc rất là tỉ mỉ, đồng tử đi theo này. Đấy, trông cũng rất là kiểu thiện lành đúng không ạ các bác, trông rất là thiện lành, nhìn vào mình thấy rất là có kiểu thiện cảm đúng không ạ? Đấy, mã số 9 nhé các bác nhá, tượng Phật bằng ngà, mặt dây chuyền, xin lỗi các bác, mặt dây chuyền hình tượng Phật bằng ngà, em để giá 1.800.000. Đấy, thiết kế rất là tinh tế, điêu khắc từ đến cái mấu dây chuyền chốt đấy là cái mặt đều được thiết kế nó rất là hợp lý. Đấy, bọc bạc xung quanh các bác nhá, mặt rất to, size 45 x 65. Đấy, các bác về mà có sẵn dây thì các bác chỉ việc đeo lên cổ luôn thôi, nó vô cùng nổi bật. Đấy, vô cùng nổi bật. Mã số 9 em để giá chỉ 1.800.000 thôi các bác nhá. Ở những phiên video khác thì cái này không dưới 2.200.000 đâu các bạn. Giá không bao giờ dưới 2.200.000 nhá. Chẳng qua bây giờ cuối năm này sắp tới là có nhiều dịp lễ hội này, là em bon chen sale cho các bác. Đấy, sale chiên cho các bác thôi nhá, mới có giá đấy thôi ạ. Mã số 9 tượng Phật em để giá 1.800.000 nhá. Tiếp theo này, mã số 10 lên cho các bác một chiếc nhẫn bạc nha các bác nhá. Này, một chiếc nhẫn bạc, ở giữa là cái hình con ngựa, ngựa có cánh và sừng, trong dân gian người ta gọi đây là con kỳ lân đúng không các bác? Đúng ạ, kỳ lân nha các bác nhá. Đấy, đây cũng là một con vật gọi là trong cái trí tưởng tượng của người dân. Đấy,
Kỳ Lân là một cái linh vật đấy các bạn. Nên là theo truyền thuyết thì nó là một cái dự báo linh vật báo hiệu điềm lành đấy. Hoặc là các bác xem trong các cái lâu đài ấy, người ta cũng thiết kế những cái con Kỳ Lân này. Ngựa bình thường thì không có cánh các bác nhá. Đây, ngựa này có cánh và sừng, người ta gọi là Kỳ Lân. Đấy. Đây, đôi cánh ấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, dáng phi rất là kiểu dáng ngựa, rất là thon thả. Trong nói chung là trong các cái lâu đài người ta thiết kế cũng có những cái con Kỳ Lân này. Hoặc là các bác đi ở những cái chỗ mà mang hơi hướng gọi là kiến trúc của Pháp ấy, như là mình đi Bà Nà chẳng hạn, Bà Nà trên Đà Nẵng ấy, thì cũng không khó để bắt gặp những cái chú Kỳ Lân này nhé các bác nhé. Vì nó là cái biểu tượng của sự gọi là nguy nga tráng lệ đấy. Là một cái dấu hiệu mang đến điềm lành các bạn. Theo truyền thuyết thì người ta gọi là lưu truyền nhau câu chuyện như thế đấy. Mặt ở giữa là một chú Kỳ Lân các bạn nhé. Đây, đang gọi là phi nước đại và đôi cánh đang dang lên trông rất là khỏe khoắn đúng không ạ? Đấy. Xung quanh thì lại được cài đá nhé các bạn nhé. Xung quanh cài đá trắng đấy. Rồi là đây, sai nhẫn hai bên hông được thiết kế những cái họa tiết gọi là quả chám. Đấy, quả chám rỗng để làm tôn lên cái vẻ đẹp của mặt các bạn. Đấy. Kỳ Lân, một cái linh vật gọi là em thì không chắc là theo hình như khảo cổ thì người ta cũng thấy là có, người ta đang chứng minh là có cái linh vật này ngoài đời ấy không, nhưng mà thường thì theo em nghĩ là đây là một cái con vật gọi là trong trí tưởng tượng của loài người, ví dụ như là rồng, hình tượng rồng cũng là trong trí tưởng tượng đúng không các bác. Đấy, Kỳ Lân các bác nhá. Bình thường thì ngựa bình thường thì là không có cánh, đây là chú Kỳ Lân thì là sẽ có đôi cánh này và một sừng, thường là sẽ là có cánh hoặc là có sừng, hoặc đôi khi là có cả hai. Đấy, xuất hiện với cả hai, vừa có cánh vừa có sừng. Đấy, biểu tượng báo hiệu điềm lành là dành cho gọi là thể hiện sự nguy nga tráng lệ như các bác nhé. Đấy, xung quanh thì cài đá trắng viền tròn để làm tôn lên vẻ đẹp của viên chủ. Bốn góc cũng là bốn viên đá như các bác nhé. Đấy, bốn góc cũng là bốn viên đá. Đấy, xung quanh thì họa tiết quả chám rỗng, em đo sai các bác nhé. Chiếc nhẫn bạc này size 19 các bác nhé, size tay 19 này. Chiếc nhẫn bạc ở hình tượng Kỳ Lân này, mã số 10. Em để giá 800.000 nữa các bạn, 800.000 nữa các bạn nhé. Size tay 19, 800.000 đấy. Mã số 10. Form này form rất là đẹp các bạn nhé. Form này trẻ trung đấy. Trẻ trung rất là đẹp đấy. Mã số 10. Em để giá 800 nữa. Trẻ trung phá cách có rồi, lại lên cho các bác một chiếc nhẫn ruby truyền thống. Đấy, độ tuổi nào em chiều hết, từ trẻ đến già, vào shop Đức Kỳ Ô cứ ngắm nghía video kiểu gì cũng mua được đúng không ạ. Mã số 11 lên cho các bác một chiếc nhẫn ruby nhé các bác nhé. Viên chủ siêu to này. Đấy, viên chủ siêu to khổng lồ, bà Tân phải gọi bằng điện thoại đúng không ạ. Đấy, viên chủ rất là to các bác nhé. Và thiết kế của chiếc nhẫn này cũng tối giản, người ta thiết kế tối giản để làm tôn lên vẻ đẹp của viên chủ. Đấy, viên chủ siêu to luôn, nên là xung quanh người ta cũng chả cần làm cái họa tiết gì nhiều. Đấy, chỉ để người ta nhìn vào là đập vào mắt là viên chủ thôi. Ví dụ mà những cái nhẫn khác mà nó kích thước viên chủ nhỏ hơn một tí thì thường là người ta sẽ kiểu cài đá xung quanh hoặc là những cái họa tiết vân rồi là khắc để gọi là tôn lên cái vẻ đẹp của viên chủ rồi là đánh lừa thị giác. Nhưng mà chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn siêu độc này thì viên chủ của nó đã quá là to rồi, nên là người ta sẽ thiết kế xung quanh tối giản hết mức có thể. Đấy, để nhìn vào một cái là chỉ thấy ngay viên chủ, không cần phải họa tiết rườm rà làm cái gì nữa. Đấy, nên là xung quanh em cũng không cần mô tả cho các bác nữa nhá, các bác nhìn các bác thấy xung quanh rất là tối giản. Nhưng mà đặc trưng của chiếc nhẫn này đó là viên chủ. Đấy, viên chủ siêu to, em đo cho các bác. Đấy, kích thước nó gần 2 cm nữa các bác nhé. Đấy, 2 cm chứ không phải là gần. Đấy, viên chủ của em nó 2 cm luôn đấy ạ. Đấy, thiết kế bầu dục 2 cm luôn. Size này khá là to đấy, em đo size nhẫn các bác nhé. Size 20,5 gần 21 đấy các bác nhé. Đấy, size nhẫn 20,5 gần 21, lên tay nó gọi là lực lưỡng vô cùng. Đấy, bằng 1/3 ngón tay của em rồi. Đấy, nhẫn bạc nha các bác nhé. Viên chủ đá ruby, viên chủ quá to và đẹp, không cần phải mô tả gì thêm về xung quanh. Xung quanh nó cũng chả có cái gì nó tả, tối giản hết mức có thể rồi. Đấy, viên chủ các bác nhá. Đây, nó có những cái vân tự nhiên, đây các bác xem đi. Đấy, có những vân tự nhiên các bác nhá.
Đấy, kể cả ở dưới đáy vân màu thiết kế người ta gọi là từ một cái phiến đá ruby, người ta thiết kế ra một chiếc nhẫn này rất là đẹp đúng không ạ. Đấy, mã số 11 ngày hôm nay, nhẫn đá ruby viên chủ siêu to, em để giá 1.300.000 các bác nhé, 1.300.000, size tay khoảng 20,5 gần 21. Đấy, bình thường và những chiếc nhẫn khác mà các bác chú ý, các bác xem live phiên video của em đều đặn những thấy những chiếc nhẫn khác thì viên chủ nó nhỏ hơn nhưng mà cũng giá đã 1.200.000 rồi, xung quanh cài đá cái chủ nhỏ xung quanh cài đá giá 1.200.000 rồi. Đây, bên này siêu to lắm các bác nhé, giá có 1.300.000 thôi. Đấy, các bác mong ước gì hơn đúng không ạ. Em đã bảo là hôm nay em lên một cái video gọi là sale sập sàn. Đấy, tham gia sự kiện thứ 6 đen tối Black Friday. Đấy, hòa mình vào cái không khí lễ hội sắp tới, shop Đức Kiêu sale sập sàn các bác. Đấy, nhấn mạnh lại cho các bác nhé, mã 11 nhẫn ruby mặt siêu to viên chủ 2 cm, em để giá 1.300.000 thôi. Đấy, vừa rồi thì em cũng đã lên phục vụ các bác những mẫu đồng hồ trang sức ở trong phiên video mới này. Hiếm khi nào mà có một phiên video mà giá tri ân tốt như thế nhá, nên là các bác nhanh tay các bác chốt ngay nhá, các bác đừng chậm chân. Đấy, đây là đến lúc bỏ lỡ thì mình sẽ thấy rất là tiếc nuối. Đấy, là các bác nào ưng mẫu nào liên hệ ngay hotline em để góc phải màn hình 0567046666. Đấy, bên em hỗ trợ liên hệ tư vấn như các bác nhá. Để là các bác ở xa ví dụ chưa giao lưu lần nào thì vui lòng cọc trước giúp em để lấy niềm tin trách nhiệm cho cả hai bên nhé. Các bác sẽ có trách nhiệm nhận hàng, thanh toán, kiểm tra đúng như hình ảnh, các bác thanh toán. Ví dụ các bác cọc thì là sẽ chịu phí ship cho em, các bác chuyển khoản hết thì bên em bao ship nhé. Đấy, rất mong được gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.